Xin kính chào quý vị nha. Đệm Hồng hôm nay giới thiệu dòng đệm bông ép Evolon chính hãng nhé. Cách nhận biết đệm bông chính hãng này ạ. Gặp 3 tấm. Vỏ gấm này có hai màu xanh ghi màu vàng rất đẹp nhé. Đây là tem chéo này. Trên tem chéo có gắn thẻ bài ghi giá tiền và mã chiếc cốt rồi nhé. Khóa kéo đều có logo hết này. Hôm nay ruột sẽ có một lớp bông xanh ở giữa nhá, chống hàng giả. Chân ruột vẫn dập chìm nhá. Logo dập chìm Evolon và dấu đỏ. Dấu đỏ ngay xuất xưởng nhé. Đây ạ, tem lạnh, thẻ cào và check hàng nhái, hàng giả, màu hồng nhá. Trên đầu có hai con chữ DD là đẹp đúng không? Giá yêu thương quý vị xem tại evolonkorea.com nhé hoặc đẹp hồng.vn nhé. Xin cảm ơn.